Kéo giờ là anh á, có anh like cao bánh này cao không? Thề luôn. Toàn đấy. Hôm nào cũng bị nói. Quen rồi. Mấy 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 kêu, alo mấy team. Quên quên. Mấy 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 team. Chắc chắn là sẽ có một team rồi. Ấy là sao xem này. Trời ơi, cái khẩu súng của tôi. Đây đạn sai kìa. Ứng đưa cao 16 quán ô tô á. Đây M16 này. Hả? Bắn chim mày. Ok rồi. Clear. Thì tôi nói rồi, bốn lần mà tôi nhảy đây là clear à, tại vì nó biết. Né né né. Đồ, chán đi. Nhiều khi thì nó vào đông quá mình không kịp trở tay, nhiều khi thì không có team nào vào buồn quá. Đau lòng thật. Em biết rồi. Không, thẳng thắn đi. Thẳng thắn đi. Em biết rồi. Em nói vậy thôi. Ốp kìa, chê ốp à? Bắn đi em, anh không bắn đâu. Map này. Tại anh cũng ngại. Thế nhiều khi một trận mình nhặt nhiều ốp quá mà mình ngán luôn rồi. Ờ. Chân gần, à mẹ còn bot. Mày đi chết đi thằng con heo này. Làm tao mất bình nước khốn nạn. Như có tiếng xe đúng không ta? Ờ đúng rồi, tôi vừa nghe tiếng bé bé. Đi ba mi, đi ba mi. Xử lý bot sau lưng đi, anh lên anh cover cho cao. Sợ cao, hút xoáy cao quá, mà bốn nó xoáy cho lẹ rồi. Ai ôi, hai thằng còn đá nữa đâu quên. Chưa? Chưa, còn thằng nữa. Trong nhà. Ông đốc hai thằng mày còn đá đúng không? Xong rồi. What the fuck? Vẫn đốc. À. Nó nằm đâu không ạ? Trời ơi. Trời ơi, vũ trung cao rồi. Đừng nhìn cái tên nha, đừng. Lôi, đừng nhìn cái tên. Tên gì mà cứu trung cao hiện lên quái à. Hắc cắt. Thằng này hắc cắt. Vậy bốn thằng một chỗ luôn nè. Ui, về nhờ. À, chứ bốn thằng một chỗ. Cẩn thận nằm. Cái đồ thì nó lên lên chua lắm. Trước mặt. Từ từ từ. Nó một này. Mẹ bọn lì này có gạt luôn kìa. Lê chưa? Còn lê rồi. Ui Ánh ơi, tại sao lại là em? Công lên cùng anh làm gì? Trời ơi. Đau lòng nhỉ. À, biết vậy bảo anh là dưới còn hơn. Tinh tinh. Ui MK lại còn M249 nữa này. Chết con người ta rồi. Thôi trận này bắn M249 ý. MK bắn rồi. Này chơi bời gì nữa. Con này mà thay đạn xong chắc là tóc bình bạc rồi. Bớt một người trong tim mà thấy nhẹ nhẹ hẳn nhỉ. Ừ.
Chạy là chết rồi. Tao hướng bạn hiện đây, ping hướng bạn à, thấy rồi. À nó sớm mình nốc được nó rồi. Sao bắn được hay vậy? Bắn bay bố chứ. What the fuck? Em đi, anh nghe tiếng thôi. Hai team bắn nhau trong này luôn này. Không nóc được. What the fuck? Xịt pháo luôn đó là. Ok, lượng. Lượng ấy, cứu cao hộ em ấy. Tôi xịt máu luôn, tôi hứa là nó xịt máu đầu luôn mà nó không đắp. Ghê lý. Bị bắn ở sau lưng đó. Né. Thôi rồi, chạy luôn được rồi. Mẹ em, tôi không tin được luôn. Tôi không bao giờ tôi tin được. Một team clear rồi mà vẫn còn team nữa trong nhà chữ Y sao ấy. Cao bị bọn nào bắn đấy? Trên núi á. Ui thằng Lin này nó clear team này rồi. Ai? Cái gì đây? Mẹ nó nằm ngay đây ạ, à, không có tin được. Rồi, lại có đạn sấy tiếp nào. Lấy ra mẹ, anh nghe thấy tiếng súng ạ. Hú máu luôn. Bây giờ anh không cần top 1 nữa, anh cần giết người thôi. Đừng. Ui, nhanh nó chết bo hết rồi, đậu xanh. Hello, rồi. Bọn này ngoài bo hết rồi. Ui chạy vào bo được không vậy? Ở đâu rồi? Từ từ nha, anh bị delay âm thanh rồi. Đấy, bị fly zone rồi, trời ơi. No bạn thôi. Ôi, phải tướng chân đâu gần mình ấy nhở, từ. Tự nhiên nghe tiếng cạch một phát, đậu xanh, nguy hiểm thế. Bò vào mẹ ơi. À, nằm luôn là thông minh phết. Vừa gây sạc khó bắn quá. Ui lại còn ấn nhầm nút đấm đấy chứ. Hello. Ui. Bỏ lại cho anh được không? Bỏ hẳn ra cho anh được không? À thôi được, không cần. Yên anh nghe nha. Ui hai thằng em ơi.
Bỏ ngay chỗ nó đấy. Trong xưởng hai thằng luôn. Ba thằng em ơi. Nguyên, đưa Nguyên, Nguyên. Ui, trong nhà chợ yêu có nhá. Còn một team nhà chữ Y. Anh đang vướng cái sạc, anh đang khó bắn gần chết rồi này. Hay. Công thôi em, mày hồi máu công lên thôi. Để anh lên anh cầm, mình cần quét bọn này luôn. Đây, đang hồi máu này. Số 1 rồi. Trời ơi. Ê à. Thế với cái sạc bắn mãi khó. Thôi nha, nghỉ nha.